Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân vận động Đại học Sư phạm Hà Nội để chuẩn bị chứng kiến lượt đấu cuối cùng vòng bảng giải bóng đá Fan Championship 2019. Và đây là các trận đấu ở bảng A. Trận đấu chúng ta chuẩn bị theo dõi là cuộc đối đầu giữa Thành Đồng và Ocean. Giải bóng đá Fan Championship 2019 đang đi đến thời kỳ căng thẳng nhất với lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng. Và ở các lượt trận thứ 3 này thì ở cả bảng A và bảng B thì đều diễn ra các trận đấu cùng giờ. Ở cùng giờ sớm ngày hôm nay sẽ là các trận đấu bảng A. Sân số 1 là trận đấu rất đáng chú ý giữa Mobi và Việt Phương Đông. Trong khi đó thì ở sân số 2 sẽ là trận đấu giữa Ocean và Thành Đồng. Trọng tài số 1, ông Nguyễn Hoàng Sơn. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu đã được bắt đầu. Để tiện cho sự theo dõi của tất cả các bạn thì tôi xin phép được giới thiệu đội hình ra sân của hai bên. Nhưng trước tiên hãy cùng đến với pha bóng phạm lỗi của cầu thủ bên phía Thành Đồng. Người đã có pha thoát xuống là Quang Duy. Vẫn là cầu thủ mang áo số 17. Đường truyền rất thoáng. Đây là cơ hội. Tỷ số được mở dành cho Thành Đồng. Pha lập công là của Tùng Lâm. Ngay ở trong cơ hội đầu tiên mà mình có được thì các cầu thủ Thành Đồng đã có được cho mình bàn thắng. Quang Duy lần này đóng vai người kiến tạo. Và ở trong tư thế rất thoải mái thì Tùng Lâm đã không bỏ lỡ thời cơ. Rất thoáng. Không được. Rất thoáng. Hợp lý. Đây là khoảng trống. Không được. Và ra chân là của Văn Quân. Một trong những ngày tương đối đẹp trời ở thủ đô, mặc dù trời có hơi nắng khô. Tiếp tục là một cơ hội. Và tỷ số được Quân Bình là 1-1. 1-1 dành cho cao thủ Ocean. Và người lập công đó là Nguyễn Huy Hoàng. Thêm một pha bóng mà các cầu thủ Ocean có được khoảng trống nguy hiểm trước khu vực vòng cấm của đối phương. Đó là một tình huống triển khai phạt góc. Và cú đá lần này của họ đã thành công. Pha ra chân rất nhanh của số 7 giúp cho trận đấu được trở về vạch xuất phát. Thành Đồng đã không thể đảm bảo được khu vực phòng ngự của mình ở trong những phút vừa qua. Thắng Savi. Cú đá thẳng của đội trưởng bên phía đội bóng áo vàng. Việt Phương không tiếp tục thi đấu và Công Huy là người vào sân. Và đây chính là cầu thủ mang áo số 6. Rất nguy hiểm. Cú đá đầu tiên của Công Huy. Những lượt đấu cuối rất căng thẳng. Vẫn còn. Rất nguy hiểm. Bóng lại một lần nữa đến với vị trí của Hưng Sốp. Thì mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Và trong trận đấu còn lại thì Việt Phương Đông phải để thua. Rất nguy hiểm. Thêm một cú sút nữa. Rất nguy hiểm. Cú đá rất tốt. Đó là cú đá của Lâm Ba Lô. Rất tốt. Pha cài đè. Cú dứt điểm. Không được. Một pha phối hợp rất phút sạt. Chúng ta cùng xem lại tình huống tựa tre rất kín. Và sau đó là cú nhả ra tuyến hải. Nhưng cú đá cuối cùng của Công Huy lại là không thực sự chính xác. Rất tốt. Và cướp bóng. Đây là cơ hội. Đã có tình huống đốn ngã trong vòng cấm và quả penalty dành cho các cầu thủ Thành Đồng. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm. Sự khéo léo của số 17 bên phía đội bóng áo vàng đã khiến cho Ocean bây giờ phải đối mặt với một quả penalty. Đứng trước bóng đang là Thắng Savi. Thắng Savi. Tỷ số được nâng lên là 2-1. Thắng Savi đã không mắc bất kỳ một sai lầm nào ở trên chấm phạt đền.
để giúp cho Thành Đồng có được bàn dẫn trước đầy quan trọng. Không được, không hề có lỗi của cầu thủ bên phía Thành Đồng. Tiếp tục là pha phản công của đội bóng áo vàng. Thắng Savi lại băng lên, chờ đợi đồng đội, không thành công. Vẫn công vào. Quá đáng tiếc. Đỉnh mạnh, Huy Hoàng rất căng. Thêm một cú đá nữa của số 7. Sự ép liên tục đến từ phía cầu thủ Olsen. Vẫn là Nguyễn Đình Mạnh, pha về gầm, không được. Tình huống xử lý rất tốt của cầu thủ mang áo số 9. Trận đấu đang bước vào 10 phút cuối. Thời điểm rất nhạy cảm để hai đội có thể ấn định được chiến thắng. Thắng Savi ở đáy biên, rất tốt, rất dễ dàng, và tỷ số trận đấu được nâng lên là 3-1. Một pha phối hợp thêm một lần nữa là đậm chất phút sàn đến từ phía Thành Đồng. Họ đã duy trì phong độ có được từ ngày hôm qua để tiếp tục có được thêm bàn thắng. Có lẽ là người chơi hay nhất trên hàng tấn công của đội bóng áo vàng trong ngày hôm nay phải kể đến đó chính là số 17 của mình. Văn Quân. Rất nguy hiểm và tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống còn 2-3. Cú đá rất tốt là của Phạm Đức Anh, và ở bên trong vòng cấm đã có sự xuất hiện của Lã Cảnh Việt. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp đá phạt góc của các cầu thủ Olsen. Cú đá rất căng về cột 2. Và pha đánh đầu nhạy cảm đã giúp cho Olsen rút ngắn được cách biệt xuống chỉ còn là một bàn. Pha phối hợp rất tốt và nó được kết thúc bởi cầu thủ vào sân thay người mang áo số 18 Lã Cảnh Việt. Đình Mạnh. Pha phối hợp 1-2. Rất tốt. Nhưng lại cũng rất đáng tiếc cho tình huống vừa rồi bị bỏ lỡ bởi cầu thủ Olsen. Thêm một cơ hội nữa được đến với Lã Cảnh Việt. Tuy nhiên bất ngờ vẫn có thể xảy ra ở những phút cuối. Và họ điều quan trọng với lúc này với đội bóng kinh nghiệm hơn là sự tập trung. Thắng Savi vẫn tiếp tục nằm sân, nhưng cầu thủ Olsen vẫn tiếp tục phá bóng của mình. Đây sẽ là cơ hội cho Đình Mạnh. Tỷ số trận đấu được đưa về là 3-3. 3-3 dành cho cầu thủ Olsen. Nỗ lực tuyệt vời của đội bóng áo xanh, và họ đã tìm được cho mình bàn quân bình tỷ số. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trận đấu không dừng lại khi thắng Savi nằm sân. Và có vẻ điều đó đã khiến cho các cầu thủ Thành Đồng thiếu đi sự tập trung ở tình huống quyết định. Sự lúng túng trong khâu phòng ngự và thêm một lần nữa là xuất sắc của Đình Mạnh giúp cho Olsen đưa trận đấu về vạch xuất phát. Vết thương của Thắng Savi có thể nói là không hề đơn giản. Giờ đây thì cầu thủ Thành Đồng đang cố gắng làm chậm trận đấu lại, mặc dù họ vẫn đang phải nghe ngóng kết quả của trận đấu bên sân số 1. Nhưng họ cũng không vội và đẩy lên đội hình cao, bởi vì lúc này mà phải nhận thêm một bàn thua nữa thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Không được. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía các cầu thủ Olsen. Cú đá ở góc hẹp vừa rồi là của số 22 bên phía Thành Đồng. Rất căng. Thêm một pha giả chân nữa là của Lâm Ba Lô. Bóng đã làm rung chuyển sang ngang khung thành của Olsen. Hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh đã thiếu tập trung. Lâm Ba Lô có đầy đủ không gian và thời gian cho một tình huống ra chân quyết đoán. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã nổi hồi còi khép lại trận đấu giữa các cầu thủ Thành Đồng và Olsen. Một cuộc đối đầu đầy hấp dẫn đã diễn ra. Tỷ số 3-3 là kết quả chung cuộc sau 60 phút thi đấu. Một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong trận đấu cuối cùng của bảng A giải bóng đá FAN Championship 2019. Ai và C nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.